Anh em lâu rồi không đi câu lăng xê. Hôm trước thì vừa câu lục xong đây, hộp đựng lăng xê 4 bộ này, tôi mang đi 4 bộ. Đây là hộp xốp. Ok, bây giờ hướng dẫn thì cái clip hôm trước tôi hướng dẫn rất chi là tỉ mỉ rồi, bây giờ tôi chỉ ra hồ đánh thôi. Ok anh em, đây, đi câu lăng xê rất chi là đơn giản, không lùng bùng như đi câu lục. Ok anh em, đây, đây không bộ nào dối sang bộ nào cả. Đấy. Về xong rồi mở lắp ra để chỉnh máy tính là ok. Đây, em xem. Hôm trước mới câu lục xong, hôm nay lại đi đánh lăng xê. Mang đi mấy bộ lăng xê, 4 bộ lăng xê. Đấy, tôi câu lục với cả câu lăng xê là câu cái hồ rẻ tiền thôi, 100.000 ngồi cả ngày. Nên là cá nó không to. Cho thêm nước khô. Quá tay lại nhau quá rồi. Trời ơi. Bị nhão rồi. Anh em bóp đều hết đấy, chuyển đây. Này nó bị nhão đấy, chắc chắn là bị nhão đấy. Tôi cho thêm một ít mồi của tôi vào cho nó đỡ nhão. Nhiều cho ít thôi. Thế thôi. Trộn đều bọc nhuyễn tất cả đây. Anh em bị nhão mà trộn thêm mà nhớ mà về nhớ tay như tôi mà vừa xong bị nhão trộn thêm, anh em không có mồi tôi, anh em cho thêm cái mồi gói chép tàu vẫn được, chẳng sao. Thực ra tôi định cho gói chép tàu cơ, thế nhưng mà ngại khui mất công hàn tại cho có ít quá. Cho thêm chén này chả bỏ khui cả túi nhá. Này mà cá ăn mạnh thì cũng phải đến chiều mới hết được, chiều tối. Lại hơi khô. Bó tay.
nốt phần này. Rồi, ok rồi. Miu. Đang đi gọi mày. Này tôi định đi câu buổi chiều, đi câu lăng xê cơ, nhưng mà không đi được. Hôm nay đi tranh thủ đi một tí buổi tối. Bây giờ 7:30 tối rồi. Này. Nắm môi này. Nó nên đấy, nghe là định câu buổi chiều cơ, nhưng mà lại bận đông khách không đi được. Thế là bây giờ tôi mới xuống đến hồ. Cũng mang đầy đủ các thứ lục phao đi cho nó giống đi câu lục. Giờ tôi sẽ bắt đầu tôi đánh lăng xê. Đây, mỗi lúc chôn ở nhà đây. Ok anh em, đấy nè. Còn cuối cùng không phải xiên. Đấy, lắp vào đây. Buổi tối thì quay phim thì khá khó khăn. Tôi sẽ có thể là quay hoặc có thể không. Nên lúc về được cá thì tôi sẽ quay cho anh em xem. Đây, móc khóa vào như này. Ok. Đấy, giờ vụt ra thôi. Ok anh em. Thế nhá, tạm dừng ở đây. Đây, khi mà anh em ném xuống dưới nước rồi thì một đây tôi câu cũng có một cần lăng xê thôi, câu cần nhỏ thôi. Thì cái lúc mà quá trình ngồi chờ lăng xê kéo ấy, anh em nắm thêm một cục lăng xê khác, mục đích mà khi mà cái cá của cái lăng xê cứ kéo ấy, mình thì gỡ ra luôn và mình ném xuống nước. Gió đây rất là to, tôi không biết là tôi nói này về tiếng nó có bị rè hay không. Đây, một lăng xê này. Giờ 7:30 này, 7:30 8 giờ là tôi tranh thủ tôi ngồi khoảng đến 10 giờ tôi về đấy, sấm chớp vào mầm rồi. Hôm kia ngồi ở đây câu lục thì được đúng 3 con chim và bị lộ mất một cái lục. Thế là tôi đi về hôm nay câu có 3 tiếng thôi. Nếu mà ngồi chì thì chắc chắn là kiểu gì cũng phải được nữa. Mấy hôm nay tôi cố gắng đi một buổi câu lục và một hôm trước là một buổi câu lục rồi, nay là một buổi câu lăng xê. Tại vì thời gian vừa rồi thì tôi rất là bận cửa hàng nên không đi được. Thật bây giờ cũng bận đây nhưng mà tôi đã cố gắng lắm rồi. Làm clip cho anh em xem. Thứ nhất, thứ hai nữa là này, cái điện thoại này gió nó phật đấy. Thứ hai nữa là máu mê quá, nhịn lâu cũng không chịu được. Đấy, anh em. Xong nhá. Đây này, tôi cắm cái điện thoại chân máy quay mà gió lắc lư điện thoại này. Đấy anh em. Ok, khi nắm xong rồi anh em cứ để đây và chờ cái máy, chờ cái cần 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 lăng xê kia, nếu mà nó kéo thì ta sẽ lôi lên và ta tháo khóa ra và thay luôn vào, vụt luôn xuống nước, không mất thời gian chờ đợi. Đây anh em, tôi vừa ném xong cái cần lăng xê tôi quay. Tôi đánh một cần này thôi. Rồi ok. Để tí nữa lúc tôi sẽ quay đây anh em, sao vừa ngớt ra một cái dính luôn này.
tôi còn chưa kịp tắt máy quay. Đấy 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 đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, nó zip. Đấy. Anh em này, tôi vừa ném chưa đúng 10 phút đâu. Đây, tôi để cho nó lùi một phát nữa nhé. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy, nó dính rồi, là tôi lôi lên cùng anh em xem được con gì. Tối quá nó không quay được. Đã dính vào lăng xê là nó không lăng dính vào lăng xê của tôi, nó không sợ bong nên là điều chỉnh lại này một chút. Ok. Em nhìn cái cần câu này, nó như là cong này. Rồi ok, tôi cắm tạm ra đây để tôi dòng cá nó không phải lại mất. Đây, mày quay phim quay phọ này. Đây con trôi mày quay phim thế là nó mắc vào cây. Ok, tôi phải vừa lội xuống đấy. Ok anh em, thế trôi.
Thôi, tôi bỏ tay quay phim kiểu này rồi. Đến lúc về thì được bao nhiêu thì tôi sẽ quay cho anh em xem thôi. Gần đây nó có mấy cái cây, nó mắc vào một cái lội xuống như này thì rất là mệt. Ok anh em, thế nhá. Khi mà về thì tôi sẽ quay phim anh em xem. Anh em, sấm chớp rất chi là kinh và khả năng là sắp mưa. Đây hộp lăng xê của tôi, hộp lăng xê của tôi tự túc, mỗi lăng xê tất cả các thứ đều tự túc hết, có cần câu là không sản xuất được thôi. Này bộ lăng xê bán cho anh em này. Đấy, dính cá thì quay thôi nhưng mà rất chỉ là vất vả. Đây đang quay video thì lại có bạn gọi điện, video bị ngắt quãng. Này, xốp này, gió to quá xốp bay tứ tung hết cả ra đây này. Tôi mở cái hộp là cái xốp nó bay tứ tung. Đấy. Câu lăng xê rất chỉ là nhàn, không vất vả như hôm kia. Hôm kia là câu lục rất chỉ là mệt. À. Ok, thì bây giờ 9 giờ rồi, tôi ngồi khoảng đến 10 giờ kém 15 hoặc là 9 rưỡi hoặc 10 giờ kém ở đấy tôi sẽ về. Lúc về thì được bao nhiêu cá thì tôi sẽ xách lên tôi quay với anh em đấy. Nắm mồi rất chi là đơn giản thế thôi. Đấy, anh em có làm như tôi hướng dẫn. Video trước tôi có hướng dẫn rất chi là tỉ mỉ rồi, các video câu lăng xê trước ấy. Đấy, anh em ok. Anh nhìn này. Cái cuối cùng này không phải xỏ, muốn xỏ cũng được, chả xỏ cũng được, không quan trọng. Nào. Rồi, ok anh em. Thì nhá. Anh em ạ, dính mưa rồi. Thôi chết rồi. Đây, dính mưa tầm tã rồi, tôi định không quay đâu nhưng mà thôi thôi tôi cố quay lốt một tí để cho anh em nhìn thấy cá. Cũng 10 giờ kém rồi. Đây tôi câu. Đây anh em tôi câu gọi là 2 tiếng rưỡi này. Hai bốn hai hai đây anh em, hiện giờ mới về đến nơi này, vừa về nhà đây mưa ướt hết này, xe cộ ướt hết này, cá này được 9 con, tất cả được 9 con đấy. Lúc tôi đang quay video thì mưa quá thế là không quay được nữa. Mưa có một tí thôi nhưng mà mưa rất chi là to. Anh em này lăng xê này ướt sũng tất cả này, bảo quản tháo hết xốp ra cho lên đằng sau cái tivi này, cho lên đằng sau cái cây máy tính hoặc cái tivi để đây rối kệ nó, mai gỡ rảnh gỡ không vấn đề gì cả. Đấy. Anh em 4 bộ lăng xê về còn nguyên 4 bộ à, nay không bị mất bộ nào. Đấy để đấy thế là thôi. Chỉ cần ngày mai thôi là khô cong hết ngay. Thế còn cái hộp này thì anh em cái hộp này chỉ tôi có thôi. Hộp này thì để cho nó khô đi. Rồi ngày mai lại cho đồ vào đây. Ok anh em. Hôm trước câu lục thì kém hơn được 3 con nhưng mà nổ mất 1 con khá to. Không phải là con mất mới là con to mà nó ngoi đầu lên rồi tôi nhìn nhìn thấy đâu mà nó là con mè tàu rất chi là to, nên là nó là con mè tàu rất chi là to, nó còn tầm 7 8 cân đấy. À, không hiểu lý do sao lại lổ linh thì tôi chưa rõ. À. Rồi, ok anh em, rồi, 6 buổi hôm nay thì tôi không biết hôm nào tôi mới đi câu được tiếp. Này, anh em hướng dẫn một câu lăng xê. Ok. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau. Ok.